Chào mừng các em sinh viên đến với chương trình học trực tuyến của HCT. Tôi rất vui vì hôm nay được đồng hành cùng các em qua mỗi bài giảng. Chúc các em có buổi học trực tuyến vui vẻ và bổ ích. Để sau này trở tại điểm, các em sẽ giới thiệu những nội dung gì và hướng dẫn cho khách tham quan như thế nào? Thì buổi học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em 3 kỹ năng đầu tiên của hướng dẫn viên tại điểm. Kỹ năng đầu tiên là lựa chọn vị trí quan sát đối tượng tham quan thích hợp. 2. Kỹ năng tổ chức sắp xếp đoàn khách và xác định vị trí của hướng dẫn viên. 3. Giới thiệu phần mở đầu, chào mừng đoàn khách. Cô có câu hỏi đầu tiên dành cho các em. Tại sao hướng dẫn viên tại điểm cần phải lựa chọn vị trí quan sát đối tượng tham quan cho khách? Trong thực tế, một vị trí quan sát tốt sẽ cho phép khách du lịch quan sát và cảm nhận được những giá trị nổi bật của điểm tham quan. Vậy, vị trí quan sát như thế nào được coi là vị trí quan sát tốt? Một vị trí quan sát tốt phải đảm bảo 3 yếu tố sau. Thứ nhất, phải có góc nhìn tốt. Thứ hai, khoảng cách phải đảm bảo. Thứ ba, vị trí đứng phải an toàn. Vậy, một góc nhìn tốt là một góc nhìn như thế nào? Thứ nhất, góc nhìn tốt là khi đối tượng tham quan bộc lộ đầy đủ nhất các cái giá trị hoặc các giá trị điển hình. Thứ hai, hạn chế tối đa các yếu tố ảnh hưởng đến tầm nhìn hoặc việc tiếp thu lời thuyết minh của khách. Vậy, khoảng cách đảm bảo là một khoảng cách như thế nào? Đó là khoảng cách tương xứng với tầm nhìn rõ của mắt thường để khách có thể nhìn rõ nhất về đối tượng tham quan. Thứ hai, khoảng cách thông thường sẽ gấp 2 lần chiều cao của đối tượng tham quan. Khi đó sẽ giúp cho khách có thể quan sát được toàn bộ tổng thể bên ngoài của đối tượng tham quan. Thứ ba, một vị trí đứng an toàn là vị trí không được gần các khu vực nguy hiểm. Ví dụ như các cái công trường đang thi công hay các điểm giao thông đi qua điểm tham quan. Cô lấy ví dụ với điểm tham quan nhà hát lớn thì khách có thể đứng ở vị trí bên tay trái. Toàn đoàn sẽ đứng ở phía bên tay trái của cô và mặt đoàn khách sẽ hướng về phía nhà hát lớn. Tại vị trí này, với góc nhìn như thế này thì khách có thể quan sát được tổng thể công trình kiến trúc nhà hát lớn của thành phố. Thứ hai, nếu đoàn tập trung ở đây thì sẽ không ảnh hưởng tới các đoàn khác nếu trong trường hợp có các đoàn vào tham quan. Thứ ba, vị trí đứng như thế này không quá gần đường giao thông sẽ đảm bảo an toàn cho khách. Để căn cứ vào điều kiện thực tế của điểm tham quan, thì hướng dẫn viên tại điểm sẽ lựa chọn vị trí quan sát phù hợp cho khách và cũng thuận lợi cho việc tác nghiệp. Ví dụ trong điều kiện là trời như trời mưa hay là trời nắng tại điểm tham quan như thế này thì chúng ta cũng phải lưu ý để lựa chọn cái vị trí nào để cho khách không bị mệt mỏi khi trời nắng hay là bị ướt khi trời mưa. Thứ hai, nếu trong trường hợp điều kiện điểm tham quan có tổ chức các hoạt động, các sự kiện hay là sửa chữa, chúng ta cũng phải lựa chọn cái vị trí như thế nào cho nó phù hợp. Vừa rồi cô đã hướng dẫn với các em kỹ năng đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang kỹ năng thứ hai là tổ chức sắp xếp đoàn khách và xác định vị trí của hướng dẫn viên. Vậy sau khi các em đã
lựa chọn vị trí quan sát cho đoàn khách thì hướng dẫn viên sẽ cần phải nhanh chóng sắp xếp đoàn khách và xác định vị trí đứng của mình. Vậy hướng dẫn viên sẽ sắp xếp đoàn khách như thế nào? Vị trí đứng của hướng dẫn viên ở đâu thì chúng ta sẽ cùng quan sát và tìm hiểu. Trong thực tế, để tổ chức và sắp xếp đoàn khách thì phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản sau. Thứ nhất, đó là số lượng đoàn khách. Thứ hai, đó là địa hình và không gian của vị trí quan sát. Hôm nay, tại nhà hát lớn thì điều kiện về mặt vị trí, địa hình rất thuận lợi. Vậy chúng ta sẽ tổ chức sắp xếp đoàn khách như thế nào? Với điều kiện lý tưởng như thế này thì đoàn khách nên được đứng theo hình cánh cung mà mặt lõm hướng về phía điểm tham quan. Xin mời quý đoàn tập trung ở phía bên tay trái của hướng dẫn viên ạ. Mặt quý đoàn sẽ hướng về nhà hát lớn giúp hướng dẫn viên ạ. Vâng, cảm ơn quý đoàn ạ. Như các em quan sát là đoàn đang đứng theo hình cánh cung, mặt hướng về phía nhà hát lớn. Hướng dẫn viên sẽ lựa chọn vị trí, đó là chúng ta đứng ở bên một bên đầu của cánh cung. Và như vị trí của cô đứng hiện nay. Như vậy thì hướng dẫn viên có thể chỉ dẫn cho khách và không che khuất tầm nhìn của khách. Ngoài vị trí là hướng dẫn viên có thể đứng ở hai đầu của cánh cung thì trong những điều kiện không gian và vị địa lý của điểm tham quan thuận lợi thì hướng dẫn viên có thể đứng ở đối diện với đoàn khách, đảm bảo là không che khuất tầm nhìn của khách. Cô có một câu hỏi dành cho các bạn. Tại sao hướng dẫn viên lại phải sắp xếp đoàn khách và xác định vị trí đứng của mình? Có 3 lý do như sau. Thứ nhất là tập trung được sự chú ý của các thành viên trong đoàn. Thứ hai, khách có thể dễ dàng tiếp nhận hướng dẫn viên thuyết minh và chỉ nhận dẫn. Thứ ba, hướng dẫn viên có thể bao quát toàn đoàn và xác định được cái tâm lý, sự diễn biến tâm lý của khách để có sự điều chỉnh hoạt động thuyết minh của mình sao cho phù hợp. Sau khi các em ổn định được đoàn khách thì sẽ thực hiện phần giới thiệu mở đầu, hay chúng ta vẫn gọi là chào mừng đoàn khách. Mỗi hướng dẫn viên sẽ có cách giới thiệu khác nhau, nó tùy vào cái sở trường hay là năng khiếu của mỗi người. Tuy nhiên, dù là mở đầu như thế nào thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cho cô 5 nội dung sau. Thứ nhất, phải có lời chào mừng đoàn khách. Thứ hai, phải giới thiệu thông tin của hướng dẫn viên. Thứ ba, phải có lời thể hiện sự vui mừng, chào đại diện cảm ơn và chúc khách. Thứ tư, giới thiệu được thời gian và khái quát lịch trình tham quan tại điểm. Thứ năm là phải nhắc nhở các quy định khi tham quan tại điểm. Bây giờ cô sẽ thao tác toàn bộ phần giới thiệu mở đầu, hay còn gọi là chào mừng đoàn khách. Các em quan sát phần thực hiện của cô. Trước khi quan sát, cô có câu hỏi dành cho các em. Các em thấy cô có giống một hướng dẫn viên tại điểm không nhỉ? Các em có để ý và quan sát thấy cô đang sử dụng các cái trang thiết bị gì để hỗ trợ cho hướng dẫn viên tại điểm không? Thứ nhất, đó là cờ đoàn. Đây là tín hiệu để nhận diện đoàn và giúp cho hướng dẫn viên quản lý đoàn khách trong quá trình hướng dẫn tham quan tại điểm. Thứ hai, đó là thiết bị hỗ trợ âm thanh, giúp cho hướng dẫn viên thuyết minh được tốt hơn trong cái điều kiện thực tế tại điểm tham quan. Thứ ba, đây là thẻ hướng dẫn viên, là điều kiện để hướng dẫn viên hành nghề. Chào mừng quý đoàn đến từ công ty sáng tạo trẻ Đà Lạt. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Khánh Hòa, hiện đang là hướng dẫn viên tại điểm nhà hát lớn. Rất vinh dự cho tôi ngày hôm nay được cùng quý đoàn tham quan nhà hát lớn thành phố Hải Phòng. Thay mặt ban
quản lý di tích gửi lời chào, lời chúc trân trọng nhất tới quý đoàn. Chúc quý đoàn chúng ta có buổi tham quan vui vẻ và bổ ích. Đoàn chúng ta sẽ có khoảng thời gian 45 phút tham quan nhà hát lớn. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ giới thiệu với quý đoàn về lịch sử hình thành nhà hát lớn, giá trị kiến trúc, giá trị lịch sử. Trước khi đoàn mình vào tham quan, tôi có một số lưu ý nhỏ. Đoàn giữ vệ sinh chung cho cảnh quan nhà hát lớn. Tập trung đi theo đoàn để nghe thuyết minh đầy đủ về nhà hát lớn. Bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các em 3 kỹ năng đầu tiên của hướng dẫn viên tại điểm. Kỹ năng thứ nhất, đó là kỹ năng lựa chọn vị trí quan sát đối tượng tham quan phù hợp. Kỹ năng thứ hai là tổ chức sắp xếp đoàn khách và xác định vị trí của hướng dẫn viên. Kỹ năng thứ ba là giới thiệu phần mở đầu, hay chúng ta gọi là chào mừng đoàn khách. Buổi học tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em kỹ năng chỉ dẫn và thuyết minh về đối tượng tham quan. Như vậy, buổi học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em ở nhà tự rèn luyện theo các kỹ năng mà cô đã hướng dẫn. Chúc các em luyện tập tốt và phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chào các em và hẹn gặp lại các em vào buổi học lần sau.